Ngành cơ khí là một trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu, chiếm tỷ trọng gần 20% toàn ngành công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Ngành cơ khí trong nước dự báo đến năm 2030 có thể đạt dung lượng thị trường hơn 300 tỷ đô la Mỹ. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với việc Việt Nam tham gia nhiều FTA tạo cơ hội hội nhập quốc tế nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi các doanh nghiệp cơ khí trong nước cần thay đổi để cạnh tranh và tồn tại, trong đó chuyển đổi số là chìa khóa quan trọng. Với bối cảnh của Việt Nam hiện nay, đặc biệt là những thách thức đặt ra từ dịch Covid-19, thì việc chuyển đổi số sẽ mang tới những lợi ích như thế nào cho các doanh nghiệp sản xuất và đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành cơ khí điện tại thành phố Hồ Chí Minh ạ? Theo các tài liệu nghiên cứu của Grandview Research, thì họ nhận thấy được rằng những doanh nghiệp đã tiếp cận chuyển đổi số sớm qua cái 2 năm đại dịch vừa rồi, họ có một cái khả năng thích ứng rất tốt. Ví dụ, vì dịch bệnh đứt gãy thì làm cho cái việc sản xuất luân chuyển hàng hóa, cái năng lực cung cấp hàng hóa ra thị trường, vì thế cũng bị ảnh hưởng. Trên cái nền tảng kết quả của chuyển đổi số, trong đó có mức độ tự động hóa từng bước được nâng cao, robot hóa, thì rõ ràng việc giảm phụ thuộc vào lực lượng lao động trực tiếp ở dưới nhà máy, mà việc duy trì sản xuất vẫn có thể được thực hiện, thì các anh chị thấy là hàng loạt những cái chi phí cho người lao động, chi phí phòng dịch sẽ bị cắt giảm đi. Nguy cơ lây lan dịch bệnh trong doanh nghiệp vì thế nó cũng sẽ được hạn chế rất là nhiều. Một lượng rất là lớn đơn hàng của các doanh nghiệp vẫn có thể được phục vụ một cách liên tục. Chúng ta đã nghe rất nhiều về khái niệm là Smart Factory, nhưng mà cụ thể trong xu hướng chuyển đổi số thì một nhà máy thông minh ở một Smart Factory thì cụ thể sẽ như thế nào ạ? Một nhà máy thông minh trong cái lộ trình chuyển đổi số đạt được thì nó có ba cái trụ cột rất là quan trọng. Trụ cột thứ nhất là máy móc, thiết bị và các đại lượng các nguồn lực trong một nhà máy sản xuất. Chúng ta cần có một cái mức độ tự động hóa nhất định và có một cái mức độ về số hóa các cái đại lượng một cách rõ ràng. Trụ cột thứ hai của một nhà máy thông minh đó là một hệ thống kết nối thông tin các nguồn lực, các thiết bị máy móc, các loại dữ liệu lại với nhau. Trụ cột thứ ba đó là cơ sở dữ liệu. Một cái quy mô lớn hơn, chúng ta hay nghe nói từ Big Data, cái nguồn lực dữ liệu được thu thập theo thời gian thật trong suốt cái quá trình vận hành. Dữ liệu đó nó sẽ là một cái loại tài nguyên cực kỳ quan trọng. Từ đây, nhà quản trị dễ dàng đưa ra những cái quyết định nó mang tính chiến lược. Tuy nhiên, thực tế chuyển đổi số trong các doanh nghiệp cơ khí thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Rào cản chủ yếu đến từ vốn đầu tư và mức độ đồng bộ của hệ thống máy móc hiện hữu. Thực trạng áp dụng chuyển đổi số các nhà máy cơ khí thành phố là chưa cao. Bởi vì hiện nay các phần mềm chuyển đổi số, các phần mềm quản trị hệ thống của doanh nghiệp là chủ yếu của nước ngoài với cái chi phí đầu tư rất cao, từ 500.000 đô la cho tới những cái phần mềm mà hoàn chỉnh hơn, những nhà máy lớn hơn lên tới mức trên 2 triệu đô la. Chỉ những doanh nghiệp mà khá lớn và rất lớn thì mới có đủ nguồn lực. Đa số các máy móc trong các cái nhà máy cơ khí thì nó có một số ít cái máy hiện đại, bên cạnh đó nó còn rất là nhiều những cái máy đời cũ mà chưa có cái điều kiện để gọi là trích xuất dữ liệu, cho nên rằng là cái phần mềm quản trị hệ thống là đòi hỏi có một cái phần cứng đi kèm có thể hỗ trợ được việc mà trích xuất dữ liệu từ các cái máy, cho dù là máy đời cũ hay là cái máy hiện đại hiện nay, để nó kiểm soát được cái trạng thái hoạt động của máy. Trên cơ sở kiểm soát được hoạt động của máy thì cái vấn đề là quản trị sản xuất nó mới có được cái nhìn một cách đầy đủ và rõ ràng nhất. Chứ nếu chúng ta chỉ là quản trị được các cái dòng tiền hay quản trị khách hàng, quản trị bên ngoài mà không quản trị sản xuất thì cái nguy cơ là chúng ta không đáp ứng được tiến độ sản xuất, cái nguy cơ sản phẩm chất lượng có vấn đề thì nó sẽ tạo ra một cái lỗ hổng rất lớn trong cái quá trình sản xuất kinh doanh. Với góc độ là một chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số thì ông nghĩ là cách tiếp cận nào cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để họ có thể tham gia vào công cuộc chuyển đổi số một cách hiệu quả? Những doanh nghiệp lớn, những tập đoàn đa quốc gia thì chuyển đổi số họ thực hiện từ cái hạ tầng thấp nhất, từ dưới ở lên trên. Đối với các SME Việt Nam thì nó là có một cái cách tiếp cận theo chiều dọc từng nhóm máy móc thiết bị,
từng cụm thiết bị sản xuất, chia từng mô đun một. Cái lợi ích lớn nhất nằm ở việc quy mô dữ liệu đối tượng chúng ta thực hiện trong mỗi một giai đoạn nó không quá nhiều với một cái chi phí vừa phải. Khối lượng công việc chia nhỏ như vậy thì các cấp quản lý trong doanh nghiệp họ cũng dễ dàng đồng hành theo cái quá trình chuyển đổi số. Nắm bắt xu thế mới từ 5 năm trước, Cơ khí Duy Khanh là một trong những doanh nghiệp tiên phong ở thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chuyển đổi số, với khởi điểm cũng gặp rất nhiều khó khăn như nhiều doanh nghiệp khác. Như ông cũng có chia sẻ là một trong những cái khó khăn khi mà chuyển đổi số đó là vấn đề đầu tư về cái phần mềm quản trị, cũng như là bên cạnh đó thì cái sự thiếu đồng bộ giữa những cái máy móc nó vẫn còn chưa tương thích được với lại cái phần mềm mới. Như vậy thì cụ thể là khi mà mình bắt đầu áp dụng chuyển đổi số vào cái việc vận hành nhà máy của mình thì nó đã được triển khai như thế nào, và ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm của Duy Khanh trong việc áp dụng chuyển đổi số vào nhà máy của mình được không ạ? Đầu tiên là cái quyết tâm của người lãnh đạo là quan trọng nhất. Phải truyền cái sự quyết tâm cho toàn bộ đội ngũ cán bộ trung cấp, bởi vì cái dàn cán bộ trung cấp chính là những người là coi như là triển khai để đi xuống tới người công nhân, đặc biệt là trong cái giai đoạn đầu chuyển đổi, nhân viên phải làm việc gấp rưỡi gấp đôi, bởi vì cái hệ thống cũ vẫn phải hoạt động và áp hệ thống mới vào để so sánh. Sau một giai đoạn khó khăn mà cán bộ nhân viên mà vượt qua được thì sau đó mọi người cảm thấy rất là sung sướng. Để mà tích hợp được tất cả các thông tin của các máy móc, kể cả những lớp đời cũ, nó là rất quan trọng. Trong cái điều kiện của các doanh nghiệp hiện nay, khi mà các doanh nghiệp chưa có thể là tự động hóa được các thiết bị của mình rất đầy đủ, để những cái dữ liệu, những cái máy móc mà tự động hóa đầy đủ đó là nó có thể trích xuất dữ liệu một cách dễ dàng. Chính những cái điều đó cho nên rằng một cái phần mềm ra đời của một cái đơn vị là coi như là mà cung cấp cái dịch vụ này cho Duy Khanh, thì Duy Khanh cảm thấy là coi như rất tốt, rất tuyệt vời ở chỗ là công ty bên cạnh những cái máy hiện đại và còn một số các cái máy là coi như là tiêu chuẩn mà ở đó là coi như là chưa có cái cổng để chúng ta trích xuất dữ liệu, thì cái thiết bị đi kèm của cái phần mềm quản trị hệ thống của cái đơn vị cung cấp cho Duy Khanh là nó có thể tạo ra được rất là nhiều các cái giá trị. Năng lực máy móc cái thiết bị của mình hiện nay là nó xài hết bao nhiêu công suất rồi và nó còn được bao nhiêu công suất nữa, là có thể là cái khả năng mà mình nâng cao được cái kết quả sản xuất kinh doanh và nhận thêm đơn hàng. Quá trình hoặc quản lý cái bảo trì bảo dưỡng của thiết bị cũng rất là rõ ràng. Thì chính vì những cái điều đó cho nên là trong thời gian vừa qua là công ty Duy Khanh là quản lý thiết bị, quản lý hoạt động rất là tốt. 2019 sang 20 sang 21, mặc dù là trong giai đoạn 2020 là dịch bệnh, 2021 thì dịch bệnh rất là nặng, nhưng mà thực sự mà nói là doanh số của Duy Khanh cũng tiếp tục tăng. Trong thời gian qua, nhà nước đã có một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Tuy nhiên, với thực tế nhiều doanh nghiệp ngành cơ khí tại thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp vừa và nhỏ với nguồn lực tài chính hạn chế, thiếu vốn vẫn là rào cản lớn khiến nhiều doanh nghiệp chậm chuyển đổi số. Chính sách của chính phủ, chính sách của thành phố thì cũng đã có những cái rất là quyết liệt và những điểm rất là mạnh mẽ trong câu chuyện chuyển đổi số toàn cục. Tuy nhiên là đối với đi vào doanh nghiệp sản xuất, những cái vốn kích cầu cho câu chuyện chuyển đổi số họ đang gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp có một ít nguồn lực thì họ mới làm được, còn đa phần thì vẫn đang ở một cái mức độ gọi là nhận thức còn chưa dễ dàng gì tiếp cận. Để đầu tư chuyển đổi số thì kinh phí đầu tư nó là tính đơn vị tỷ chứ không phải là tính đơn vị coi như là vài trăm triệu. Coi chuyển đổi số là đầu tư chứ không phải là chi phí. Với lãnh đạo thành phố trong cái cơ chế hỗ trợ đầu tư kích cầu thì làm sao để đưa cái chương trình đầu tư chuyển đổi số của các doanh nghiệp vào để các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư nhiều hơn. Để quá trình chuyển đổi số diễn ra hiệu quả, kịp thời cần có cả sự hỗ trợ từ chính sách nhà nước và quyết tâm của bản thân mỗi doanh nghiệp. Cần xác định chuyển đổi số là sự đầu tư cho dài hạn để nâng cao năng lực quản trị, vận hành và gia tăng lợi thế cạnh tranh cho ngành cơ khí thành phố Hồ Chí Minh khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.